Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có thể các bạn vẫn chưa quên trong video về Gryposuchus hôm trước, tôi đã nói rằng cá sấu có thể phân biệt nhanh thành 3 nhóm dựa trên hình dạng mõm, gồm nhóm cá sấu mõm ngắn, nhóm cá sấu chuẩn và nhóm cá sấu mõm dài. Tuy nhiên tự nhiên lại không hề đơn giản và dễ dàng như vậy. Trong quá trình nghiên cứu về các loài cá sấu cổ đại, Dino Man lại tiếp tục ngã ngửa khi biết rằng trong dòng họ cá sấu chuẩn, tên khoa học gọi là Crocodilidae, không biết từ đâu lòi ra một anh mõm dài như Gario, tức cá sấu mõm dài Ấn Độ. Đó chính là Euthycodon, một loài cá sấu chuẩn nhưng đã có cái mõm thích nghi đặc biệt với môi trường sống của mình và trông rất khác những loài cùng họ với nó. Ngày hôm nay, chúng ta hãy thử tìm hiểu về anh bạn kỳ lạ này nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đừng nói là người bình thường, các nhà khoa học giàu kinh nghiệm đôi khi cũng bị tự nhiên lừa cho lên bờ xuống ruộng. Vào đầu thế kỷ 20 thì trong một chuyến thám hiểm xuyên qua vùng đất Ethiopia, từ năm 1900 cho đến năm 1903, nhà cổ sinh và học người Pháp Leo Strollo đã phát hiện những hóa thạch có vẻ là của một loài cá sấu cổ đại. Năm 1920, Strollo mới hoàn thành nghiên cứu những mô tả và định danh loài cá sấu này mà ông cho rằng đó là một loài cá sấu mõm dài cùng chi với cá sấu mõm dài Mã Lai hiện đại và đặt danh pháp là Thomistoma bromti do hình dạng mõm dài và hẹp. Cũng trong cùng năm đó thì một nhà cổ sinh vật học người Pháp khác tên là René Fautor cũng mô tả một số hóa thạch cá sấu mới được khai tật từ Wadi Ennathrun ở Ai Cập và đặt cho nó danh pháp khoa học là Euthycodon nitrii. Fautor cũng tin rằng đây là một loài cá sấu cổ đại có họ hàng với cá sấu mõm dài Ấn Độ và cá sấu mõm dài Mã Lai ngày nay dựa trên hình dạng mõm của chúng. Tiếp theo thì sự tương đồng về nhiều mặt giữa các mẫu vật Thomistoma bromti và Euthycodon nitrii đã dẫn đến cuộc tranh luận rằng liệu chúng có phải là cùng một loài hay không. Tuy mõm của các mẫu vật thuộc hai loài có độ dài khác biệt, Strollo cho rằng tỷ lệ mõm so với thân có thể thay đổi khá lớn giữa các cá thể nên nhiều khả năng chúng muốn là cùng một loài với nhau và cùng thuộc chi Thomistoma. Những nhà cổ sinh vật học khác như Tamir Arambuk và Joseph Kalin lại tin rằng Euthycodon là một chi hợp lệ, nhưng bất đồng với nhau trong việc có nên phân chia các mẫu vật thành hai loài riêng biệt hay không, trong đó Kalin chỉ đồng ý công nhận Euthycodon bromti. Đến năm 1961 thì phần lớn các nhà nghiên cứu thống nhất công nhận cả hai loài Euthycodon nitrii và Euthycodon bromti. Năm 1978, các nhà cổ sinh học Ginsberg và Buffetto tiếp tục mô tả loài thứ ba thuộc chi Euthycodon dựa trên một hộp sọ được khai quật từ Libya, đó là Euthycodon arambugi. Do đó, ngày nay chi Euthycodon có tổng cộng 3 loài hợp lệ, gồm loài điển hình là Euthycodon nitrii và hai loài Euthycodon bromti và Euthycodon arambugi. Vấn đề quan trọng tiếp theo, Euthycodon nằm ở đâu trong gia phả của bộ cá sấu? Nhiều nhà nghiên cứu thời kỳ đầu tin rằng Euthycodon có thể là con cháu của loài cá sấu mõm dài thủy tổ Eogavialis và một thành viên của liên họ cá sấu mõm dài Gavialoidae. Điều này dường như quá rõ ràng nếu chỉ dựa vào hình dạng mõm của ba loài trong chi Euthycodon khi chúng đều dài và hẹp như của cá sấu mõm dài Ấn Độ hay của cá sấu mõm dài Mã Lai. Thế nhưng khi đi sâu hơn và phân tích cấu trúc hộp sọ, các nhà khoa học nhận thấy có điều gì đó không đúng. Ví dụ, Euthycodon khớp thái dương ở trên nhỏ hơn nhiều so với hầu hết các loài trong họ Gavialidae. Mõm của nó tuy dài nhưng có sự thu hẹp dần về độ rộng, trong khi sự thay đổi về độ rộng của mõm so với phần còn lại của hộp sọ ở họ Gavialidae đột ngột hơn nhiều. Nhưng đặc điểm đó giống với cá sấu chuẩn, tức họ Crocodilidae hơn. Chính vì thế, họ tin rằng cái mõm dài giống các loài thuộc họ Gavialidae của Euthycodon chỉ là kết quả của tiến hóa hội tụ và Euthycodon thực chất là một thành viên của họ cá sấu chuẩn, Crocodilidae. Hầu hết các phân tích hiện tại xếp Euthycodon vào phân họ Osteolaminae, một phân họ chứa các loài cá sấu luôn còn tồn tại ngày nay, cũng như một số chi đã tuyệt chủng như Rimasuchus hay Brosuchus. Các phân tích phát sinh loài mới nhất sử dụng dữ liệu phân tử, dữ liệu địa tầng và hình thái học cũng khẳng định vị trí của Euthycodon trong phân họ Osteolaminae với chi Mesistop hay còn gọi là cá sấu mũi hẹp và Osteolimus, tức cá sấu lùn là những họ hàng còn sống gần nhất của Euthycodon. So với các loài cá sấu mõm dài khác, một trong những điểm khác biệt lớn nữa của Euthycodon chính là hộp sọ có hình lưỡi cưa hết sức rõ ràng của chúng. Nguyên nhân là do mỗi chiếc răng của chúng nằm trong các vỏ xương riêng và chúng được tách biệt với nhau bởi sự co lại của mõm, khiến cho phần mép của mõm có dạng vỏ sò rất đặc trưng.
Không chỉ có sự chênh lệch về độ dài của móm, các loài trong chi Euticodon cũng có số lượng răng khác nhau tùy thuộc vào loài. Chẳng như Euticodon arambuki có 20 chiếc răng ở hàm trên, Euticodon nitrii có 24 chiếc răng ở hàm trên, còn Euticodon brumti có đến 27 chiếc răng ở hàm trên. Răng của Euticodon có hình dạng mảnh, đông dạng và nhọn với 2G. Những chiếc răng này được thiết kế rõ ràng để phù hợp với một chế độ ăn cá. Về mặt kích thước thì một số ước tính cho rằng Euticodon là một trong những loài cá sấu lớn nhất của kỷ Tân Cận. Hơn nữa, Euticodon với chiếc móm dài của mình là một trong những loài hiếm hoi của bộ cá sấu, có thể đạt chiều dài trên 10m cùng với những gã khổng lồ khác như Deinosuchus, Brucerus hay Rhyposuchus. Mẫu vật lớn nhất được tìm thấy ở Losagam, thuộc lưu vực sông Turkana ở Kenya. Chỉ riêng hộp sọ của mẫu vật này đã dài đến hơn 1,5m. Mặc dù Euticodon bề ngoài giống cá sấu móm dài Ấn Độ và có thể cũng sống trong một môi trường tương tự, nhưng hình thái chức năng của nó cho thấy một số khác biệt rõ ràng. Trong suốt lịch sử tiến hóa của cá sấu thì những nhóm Pseudosuchia phát triển hộp sọ kéo dài, chẳng như Thalassosuchia, Tephisuchia và nhiều loài cá sấu móm dài Ấn Độ, thường có các lỗ thái dương trên mở rộng, tạo thành một mối liên hệ giữa kích thước lỗ thái dương và chiều dài móm. Nhưng Euticodon dường như đi ngược lại xu hướng này khi chúng có móm dài nhưng lại có các lỗ thái dương trên nhỏ hơn đáng kể, thế nên điểm chen của cơ hàm liên quan đến Euticodon có vẻ hơi yếu, do đó có thể chúng sở hữu một lực cắn cũng tương đối yếu. Các vỏ răng độc đáo có thể đã tiến hóa ít nhất một phần để bù đắp cho điều này, cho phép thân răng hẹp hơn nhiều so với các loài móm dài khác. Đôi mắt cũng cho thấy sự hội tụ rõ ràng với các loài cá sấu móm dài Ấn Độ Gharial trên nhiều phương diện khác nhau. Để nâng cao mắt của chúng lên trên móm thì các loài cá sấu móm dài Ấn Độ đã tăng chu vi của hốc mắt và mở rộng vành hốc mắt, trong khi ở Euticodon, kết quả tương tự đã đạt được bằng cách nâng toàn bộ vùng hốc mắt. Móm cực kỳ dài nhưng mỏng manh, răng khóa bẫy, lỗ mũi và hốc mắt nâng cao đều chỉ ra một chế độ ăn cá và lối sống dưới nước cho Euticodon. Điều đặc biệt về Euticodon không chỉ dừng ở đây. Một yếu tố đáng ngạc nhiên khác là Euticodon chỉ là một trong số nhiều cá sấu tồn tại cùng nhau trong hệ sinh thái đa dạng của châu Phi, từ thế trung tân cho đến thế thượng tân. Ví dụ như ở Losagam, Kenya, Euticodon brumti cùng tồn tại với ít nhất 4 loài cá sấu khác nhau, bao gồm người họ hàng Mesistop, cá sấu móm dài nguyên thủy Eogavialis cùng hai loài Crocodilus. Trong đó Euticodon và Eogavialis là những con cá sấu tiến hóa chuyên biệt để ăn cá. Mesistop có thể ăn đa dạng hơn, với thực đơn bao gồm lưỡng cư, giáp xác và chim bên cạnh cá nhỏ. Còn hai loài Crocodilus có lẽ săn động vật lớn sống trên cạn. Một số lượng lớn loài săn mồi bán thủy sinh cùng tồn tại cho thấy mức độ phân chia ngách sinh thái cao nhờ sự ưu đãi của thiên nhiên với danh sách con mồi phong phú và dồi dào. Ở Bắc Phi thì tình hình có vẻ tương tự, với Euticodon arambuki xuất hiện cùng với một loạt các loài cá sấu khác, bao gồm Rimasuchus móm ngắn, cá sấu chuẩn Crocodilus jacchii và Tomisoma lusitanicum móm dài ở cả Ai Cập và Libya. Càng khám phá thêm về Euticodon và môi trường sống của nó, chúng ta càng thu được nhiều hiểu biết quý giá về lịch sử tiến hóa của các loài cá sấu và các hệ sinh thái mà chúng đã từng sinh sống. Câu chuyện về loài săn mồi cổ đại này là một minh chứng cho sự phức tạp và khả năng thích nghi của sự sống trên trái đất, nhắc nhở chúng ta về tính đa dạng sinh học luôn thay đổi của hành tinh xanh. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.